Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo video slow motion với phần mềm Filmora 12 nhé. Slow motion là làm chậm. Nó rất là đơn giản, mình sẽ làm một cái video ngắn thôi. Ok, đây là cái Filmora 12 của mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ phải import, phải đưa cái video mà mình muốn làm chậm vào. Mình sẽ nhấn vào đây. Sau đó mình sẽ chọn. Ok, mình sẽ chọn cái video này. Video này mình quay là GoPro 2K7 và số khung hình trên dây là 60 khung hình trên dây. Thì các bạn chú ý là nếu như các bạn muốn làm chậm video ấy thì các bạn nhớ là quay 60 hoặc là 120 khung hình trên dây. Thì khi mà các bạn edit ở 24 hoặc là 30 ấy, các bạn có thể làm chậm xuống 50%. Nếu mà 120 thì các bạn có thể làm chậm xuống 0,2 ấy, tức là kiểu 20%, còn 20% nữa ấy, tức là làm chậm 5 lần. Đấy thì nó sẽ không bị giật, còn không thì nó sẽ rất là bị giật nhé. Ok, ví dụ video này mình sẽ đưa ông timeline và mình sẽ tắt tiếng nó đi nhé. Play. Cái này mình đuổi mấy con chim. Ví dụ ở vị trí này nhé, cách dễ nhất để làm slow motion video ấy là ở vị trí mà bắt đầu bạn muốn làm chậm thì bạn nhớ cắt nó ra. Mình sẽ cắt vị trí này, sau đó bạn play tiếp video đến cái vị trí mà bạn muốn kết thúc làm chậm. Đây. Ok, đến chỗ này là chim nó bay lên rồi thì mình sẽ kết thúc làm chậm là mình sẽ cắt nó ra ở đây. Sau đó là các bạn sẽ chọn vào cái khúc mà bạn muốn làm chậm. Bạn nhấn tiếp vào cái nút speed này, nút tốc độ nhé. Ấn vào đây, sau bạn chọn là slow. Ví dụ slow ở đây là mình có thể chọn là 0,5 nhé, 0,25 hoặc 0,1 đấy tùy. Ví dụ cái video này là 60 frame, tức là 60 khung hình trên giây, mà cái của mình là 25 khung hình trên dây dự án ấy thì mình có thể làm chậm là 50%. Đây là cái video làm chậm nhé, để mình render cái timeline trước để cho bạn xem cho nó đỡ bị giật. Khi mà edit video với Filmora ấy, các bạn chú ý mỗi khi mà các bạn thay đổi hiệu ứng ấy, tua nhanh làm chậm các thứ ấy, hoặc là thêm hiệu ứng thêm chữ vào ấy, thì các bạn nhớ render. Render nó sẽ giúp cho bạn review mượt hơn. Ok, đây là video bình thường và sau đó làm chậm và bình thường. Đó, làm chậm 50% rất là đẹp. Rồi, đến đoạn này bình thường. Đấy, thì nếu như mà các bạn muốn là làm chậm theo một cái con số khác, không phải là 50%, thì các bạn cũng chọn vào đây nhé. Chọn vào cái nút speed này, sau bạn chọn tiếp vào uniform speed nhé. Uniform speed này nó sẽ ra cho bạn cái cửa sổ để bạn có thể chỉnh. Ở đây nó có cái thanh speed này, ở đây là 1 nhé. 1 này là 100%. Bạn có thể đánh vào đây là 0.4 chẳng hạn nhé. 0.4, sau bạn nhấn vào OK. Hoặc là bạn có thể kéo ở cái thanh này cũng được này. Kéo thanh này cũng được, kích vào OK. Đó, như vậy là bây giờ bên này nó làm chậm là 0.5, tức là 50%. Còn bên này làm chậm là 0.4, là 60%. Đây. Đó, rất là chậm đúng không? Ok, đây là cái cách thứ nhất để làm video slow motion. Thế còn cái cách thứ hai là các bạn có thể dùng speed ram. Speed ram thì nó rất là dễ mà nó còn kiểu hay hơn. Tuy nhiên là đây, ví dụ cái video này nhá, mình sẽ tắt tiếng đi. Ví dụ một cái video như này chẳng hạn. Mình kéo nó ra chỗ này. Bây giờ bạn muốn làm chậm cái này nhé. Bản thân cả cái video này bạn muốn làm chậm bằng speed ram thì bạn không cần cắt gì cả. Bạn chỉ cần chọn vào video, sau bạn chọn vào cái nút này, nút speed này, sau bạn chọn vào speed ram, speed ramping. Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai thì các bạn có thể kích đúp vào đây nhé. Kích đúp vào cái video này, sau bạn có thể chọn vào cái speed ở trên này, chọn vào chỗ speed ram này. Trong cái speed ram này bạn chọn tiếp là customize. Customize này nó sẽ thêm cho bạn mấy cái keyframe ấy, mấy cái keyframe về tốc độ. Ấn vào đây. Đó, customize. Sau đấy ở đây bạn nhìn này, trước đây nó là cái dấu màu trắng, nhưng bây giờ nó thành dấu màu đen ở Filmora 12 ấy. 1, 2, 3, 4. Những cái dấu này thì các bạn có thể chỉnh được nhé. Đây là các cái keyframe. Và khi mà bạn play nhé, bạn kéo cái kim thời gian về đầu này, về đầu cái clip, thì cái kim thời gian ở trên này nó cũng về đầu ấy nhé. Ví dụ mình sẽ play. Đó, đến đoạn con chim này chẳng hạn nhé. Đến đoạn con chim này bắt đầu mình muốn thêm cho nó một cái keyframe để nó bắt đầu làm chậm, thì bây giờ mình sẽ đặt cái kim thời gian qua cái keyframe này, sau đó mình ấn vào dấu cộng này, thêm một keyframe. Sau đó mình sẽ kéo xuống, kéo cái keyframe này xuống, ví dụ 0.4 này. Đó, 0.41 nhé. Thì nó làm chậm, nhưng mà nó sẽ làm chậm như từ cái chỗ keyframe này đến cái keyframe này thì nó sẽ kiểu trở về tốc độ bình thường. Đâm ra là bạn phải kéo cái keyframe này xuống. Ví dụ cái này nó cũng là 0.41, giống như cái kia. Đó, 0.4. Thì ở cái đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này sẽ là làm chậm. Và sau đó từ đoạn này bạn có thể kéo ra đây, để cho nó từ làm chậm nó khôi phục lại bình thường nhé. Bạn làm sao đặt hai cái keyframe này nó gần nhau nhất nhé. Gần nhau nhất có thể, để tại vì nó chỉ tạo ra một cái kiểu từ chậm đến nhanh. Chậm chậm tức là nó kiểu trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Chứ còn bạn đặt nó xa quá là nó cứ chậm dần lên thì nó rất là lâu, giống như kiểu xe lên dốc rất lâu ấy. Ok, đây là play lại nhé. Đấy,
dùng keyframe. Các bạn cũng làm chậm này. Đó. Chậm đúng không? Đến đoạn này bắt đầu chuẩn bị nhanh. Đó, nhanh lên. Ví dụ đến đoạn này mà bạn muốn làm chậm tiếp, sau chậm lại đến nhanh, đến bình thường rồi lại đến chậm tiếp, thì bạn sẽ phải add thêm keyframe. Đó, sau bạn add thêm một cái nữa, thêm một cái keyframe nữa ở đây. Các bạn kéo cái đoạn này xuống. Đó, xuống đây. Ví dụ 0.49 chẳng hạn, 0.4 mấy chẳng hạn. Sau đó bạn lại đến chỗ này, bạn add thêm một cái keyframe nữa. Đúng không? Add thêm một cái keyframe nữa. Tức là nguyên tắc add keyframe là bạn cứ add hai cái một lúc. Add hai cái ở một chỗ. Các bạn kéo. Và cái này với bạn tăng lên đây bình thường. Đây, và đây là cái clip nhá, clip mà mình dùng speed ramping để mình làm chậm video. Chậm này. Bình thường này, chậm này. Lại lên bình thường. Đó, đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để tạo video slow motion với Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.